Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến đã đến trường vui và tặng quà chúc mừng Tết Trung Thu cho các em học sinh tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Đà Nẵng. Cùng với các bạn cùng trang lứa, dịp Tết Trung Thu năm nay, các em học sinh tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Đà Nẵng đã được hòa vào không khí ngày hội vui Tết Trung Thu do Trung tâm tổ chức với các hoạt động vui chơi, ca hát và xem biểu diễn múa lân truyền thống. Được thành lập tháng 4 năm 2017 trên cơ sở chuyển đổi trường phổ thông chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu, trung tâm này hiện nuôi dạy 257 học sinh khuyết tật theo hình thức nội trú, bán trú và thực hiện hỗ trợ giáo dục hòa nhập. Năm học mới 2022-2023 này, trung tâm tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao hiệu quả công tác nuôi dạy, chú trọng dạy kỹ năng sống, dạy nghề và triển khai mở rộng công tác giáo dục hướng nghiệp trẻ khuyết tật. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến gửi lời ân cần động viên và chúc các em học sinh tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Đà Nẵng đón một mùa Trung thu vui vẻ, đầm ấm và đầy ý nghĩa như bao trẻ em khác, đồng thời vượt qua khó khăn về những khiếm khuyết của bản thân để tiếp tục học tập, rèn luyện hòa nhập. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và mong muốn đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của Trung tâm tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt công tác nuôi dạy cho các em học sinh. Tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến cùng lãnh đạo các sở ngành đã trao tặng từng phần quà Trung thu cho các em học sinh tại Trung tâm.